Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 28 tây tháng 7 năm 2021. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, ngày 29 tây tháng 7 thì ngày hôm nay chúng ta lại sẽ tiếp tục nói về tình hình của Bitcoin và tình hình của Ethereum Và các bạn thấy được là chúng ta sẽ nhìn vào một số những chỉ số on-chain để xem coi là tình hình bây giờ là như thế nào Tại vì hôm nay đã nói về cái phương diện, về cái phương diện là tin tức thì chúng ta không có nhiều những cái tin tức nổi bật nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái thông tin liên quan tới Fed cục dự trữ 10 của Hoa Kỳ liên quan tới lãi suất cũng như liên quan tới cái phần trăm lạm phát. Chúng ta sẽ nói tới một lát nữa cũng như là chúng ta lại tiếp tục nói tới những thông tin đến từ nghị sĩ Elizabeth Warren nói về cái thông tin liên quan tới là quản lý thị trường crypto này như thế nào có một số thông tin cũng rất là quan trọng Thuận muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta đương nhiên sẽ nhìn vào những cái chỉ số on chain và thuận sẽ nhớ kỳ này tại vì nhiều khi thuận làm video cũng hơi tối và lúc mà edit thì lại quên để mà bỏ cái phần hình của mình bên dưới này cho nên nhiều khi che lại cái biểu đồ mà thuận cần phải chia sẻ với các bạn hôm nay sẽ cố gắng để mà bỏ cái phần đó để các bạn có thể thấy rõ ràng hơn tình hình ở trên on chain này như thế nào nhưng mà Trước hết á, nhìn vào tình hình của Bitcoin thì các bạn đều rồi Bitcoin tổng cộng đã có 8 ngày tăng trưởng. Các bạn thì được trên màn hình đó, đây là biểu đồ ở trên sàn Binance và chúng ta thì được đây là biểu đồ của nến ngày. Và cái đường màu trắng này thường đã chuyển lên từ mức là 30.000 đô lên tới 40.000 đô thì các bạn thấy được là tính theo ngày thì chúng ta đã có tổng cộng là một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày 8 ngày liên tục Bitcoin đã có cái sự tăng trưởng và bây giờ các bạn thấy được là giá Bitcoin là 39.699 đang đứng trước cái mức là 40.000 đô. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào nến giờ đi xem coi tình hình trong vòng 24 giờ qua như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lại tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Có một điều nữa là cuối cái video này thùng sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng. Đây là cái uh, sự kiện quay trúng thưởng đó. Các bạn thì được là chúng ta bây giờ đã đã 4 năm thành lập kênh rồi thì uh, cũng cái lúc mà thường thành lập kênh này cũng là đồng cái lúc là ngày sinh nhật của Thuận, ngày sinh của Thuận là ngày 29 tây tháng 7 có nghĩa là ngày mai ở hoa kỳ hôm nay là 29 việt nam nhưng mà ở hoa kỳ thì ngày mai mới là sinh nhật của Thuận thì năm nay dân dịp này thường muốn tổ chức một cái buổi event nhỏ nhỏ một cái buổi quay trúng thưởng nhỏ nhỏ thì nhiều bạn cũng đã tham gia thường sẽ bốc thăm trúng thưởng ở cái phần cuối của video này tháng sau đó thì kênh Thường nghĩ là sẽ đạt được 100.000 subscribers Bây giờ kênh đã là 98.800 subscribers rồi Thì tháng sau đó kênh sẽ đạt được 100.000 subscribers Thì Thuận sẽ tổ chức thêm một cái sự kiện nữa Đi mà chia sẻ với các bạn Cái kênh Thuần Capital Analytics này đó Các bạn bấm vào About Thì các bạn sẽ được là đã thành lập vào ngày 30 tháng 7 năm 2017 có nghĩa là đã 4 năm rồi Thì 4 năm qua đó các bạn đã ủng hộ rất là nhiều Cho nên trước hết Thuần muốn cảm ơn những bài nào mà đã ủng hộ trong thời gian qua ủng hộ kênh, uh, xem video, các bạn comment, các bạn bấm nút like, vân vân, tất cả đều ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ cái sự tuyên truyền của thị trường crypto này ở trên YouTube. Cho nên thường rất là cảm ơn các bạn. Thì thật ra Thuận trước đó đã, đã có một cái kênh khác nữa, nhiều bạn mà theo dõi Thuận nhiều năm cũng đã biết là trước ngày 30 tây tháng 7 năm bảy thì có một kênh nữa, À, có cái tên là Thuận Capital News Thì cái kênh đó, đó, trước đó là Thuận dùng để mà chia sẻ những thông tin liên quan đến crypto Còn cái kênh này dùng để mà chia sẻ những cái phân tích chuyên sâu hơn Nhưng mà sau này thì Thuận đã hợp hai kênh lại thành một để quản lý cho dễ hơn Cho nên bây giờ cái kênh mà hoạt động duy nhất bây giờ là Thuận Capital Analytics thì chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói về tình hình của Bitcoin đi thì các bạn thấy được chúng ta đã biết là 8 ngày liên tục Bitcoin là ngọn nến màu xanh Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nhìn vào ngọn nến giờ đi Thì trong vòng 24 giờ qua tình hình như thế nào Thì các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua Bitcoin đó đã đi lên đi xuống cái mức là 4.000 40 đô Không biết là bao nhiêu lần các bạn thấy được là để hưởng đếm các bạn xem Coi là trong vòng 24 giờ qua là một lần, hai lần, ba lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần, 9 lần, 10 lần, 11 lần, 12 lần, 13 lần, 14 lần, 15 lần, 16 lần Ít nhất là 16 lần Tính theo cái nến giờ đó Trong vòng 24 giờ qua Đã lên tới 40.000 rồi đi xuống dưới 40.000 Lên trên 40.000, xuống dưới 40.000 Thì chuyện gì? Đang xảy ra gì? Thường sẽ chia sẻ với các bạn Thì cái mà chúng ta cần phải hiểu đây đó Tuy là các bạn thấy được là bây giờ ra bịch không đã đi từ 30 tới 39.688 cho là 40.000 đi thì đương nhiên nhiều bạn rất là vui Nhưng mà một những điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến là chúng ta cũng đã biết là giá của Bitcoin đó Khi mà đi hàng ngang thì nhiều người thấy nhàm chán nhưng mà chỉ cần là giá Bitcoin dao động thôi thì dao động rất là mạnh Cho nên lúc mà giá Bitcoin đi hàng ngang đó thì nhiều bạn sẽ không nghĩ đến là khi mà di chuyển đó Giống như chúng ta đã nói tới trong vòng 2 tháng qua giá Bitcoin bị nén càng lâu thì khi mà bung ra nó, nó sẽ phản ứng càng mạnh chỉ là chúng ta không biết được là phản ứng như thế nào mà thôi thì nhiều người nói là Bitcoin sẽ đi 5.000, 10.000 đô có thể nhiều bạn cảm thấy là làm sao có trong khi Bitcoin chỉ di chuyển vài trăm đô một ngày mà thôi trong khoảng thời gian 2 tháng qua nhưng mà cái bản chất của thị trường này là như vậy khi mà chúng ta thấy được là bắt đầu giá có sự di chuyển thì sẽ di chuyển rất là mạnh và rất là nhanh trong vòng thời gian ngắn thôi các bạn được là từ cái thời điểm là ngày 21 tới tháng 7 tới bây giờ trong một tuần thôi đã lên 10.000 đô. Nhưng mà các bạn cũng phải nên nghĩ là cái sự kiện ngược lại thì như thế nào? Đỡ như mà giá Bitcoin đó không có tăng trưởng mà đi xuống thì bây giờ chúng ta đang nằm ở cái mức là 20.000 đô. Cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn đây đó là lần này thì giá lên tự nhiên mọi người đều vui. Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải để ý là giá bên di chuyển rất là mạnh. Các bạn Cần phải có những cái chiến lược cũng như là phải có uh, những cái kế hoạch là Giá cả lên thì các bạn làm gì, xuống các bạn làm gì, các bạn cần phải chuẩn bị trước Tại vì giá cả di chuyển rất là nhanh và rất là mạnh Bản thân Thuận thì các bạn có thể biết là đầu tư lâu dài chung mình giá là chiến lược mình đã áp dụng nhiều năm qua đối với thị trường Bitcoin này Đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới cái thông tin giá cả Nhưng mà chúng ta thấy được đó, tình hình bây giờ Thì uh, Tuy nhiên là các bạn thấy được là ngày hôm nay đó thì giá Bitcoin đi lên đi xuống ở mức là xoay quanh 40.000 đô thì Bitcoin nó có màu đỏ nhạt một chút có một số đồng có màu đỏ hôm nay thị trường thì có đồng màu đỏ có đồng màu xanh chúng ta nhìn vào những cái đồng lớn ngày hôm nay thì các bạn thấy được để hùng refresh cái trang coinbase này thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin đó là trong vòng 7 ngày qua thì vẫn tăng 22%, Ethereum thì tăng 14% trong vòng 7 ngày qua. Trong vòng 24 giờ qua thì không có sự di chuyển mạnh, nhưng mà XRP thì lại tăng 22,5% trong vòng 24 giờ qua và đây là sự tăng trưởng trong vòng 7 ngày qua và trong vòng 24 giờ qua đã tăng 8,7% và được là đồng Dogecoin thì không tăng trưởng nhiều như những đồng kia các bạn sẽ được là cũng tương tự như Cardano Cardano thì tăng uh, 8% trong vòng 7 ngày qua Dogecoin cũng vậy Thì phần lớn các bạn hiểu là đó thì tăng 16,6% Phần lớn các bạn thấy được là những đồng ở lớn thì trong cái thời gian 24 giờ qua không có sự di chuyển nhiều Nhưng mà trong vòng bảy giờ qua thì nhiều đồng có sự di chuyển rất là mạnh Thì chuyện gì đang xảy ra? Chúng ta thấy được là sau khi giá Bitcoin nó đi lên mạnh tới cái mức là khoảng 40.000 Thì bây giờ giá Bitcoin hầu như bị trận lại ở mức 40.000 này thì cái mà các bạn cần nên hiểu đó là 40.000 này có thể là một mức mà có nhiều người Có thể là họ mua dưới 40.000 và đây là cơ hội tốt nhiều người chốt lời Và đây cũng là tình trạng chúng ta đã từng thấy trước đây khi mà chúng ta nhìn lại cái thời gian năm 2020 khi mà giá Bitcoin đó ở cái mức là 20.000 đô thì tình hình lúc đó như thế nào? Các bạn thì rồi cũng có một cái thời gian là giá Bitcoin cứ xoay quanh cái mức 20.000 đô này à, liên tục trong dòng nhiều ngày thì thùng đã chia sẻ với các bạn đó tình trạng này là tình trạng mà nhiều người có thể là họ đã chờ cái thời cơ mà Bitcoin trở lại 20 000 đô nhiều năm, cho nên khi mà giá Bitcoin đó lên tới 20.000 đô à, thì dẫn đến cái tình hình là nhiều người chờ sẵn để bán tới một lúc nào đó các bạn sẽ thấy được là cái lực bán đó thì càng ngày sẽ càng yếu đi tại vì những người mà chờ chút lời đó nếu như mà thật sự những người, người mà bán ở mức 20.000 đô đó lúc này thì đương nhiên các bạn thấy đó là sự thật cho nên giá cả mới từ 20.000 rồi lại đi lên rất là nhanh thời điểm này đó tôi đã chia sẻ với các bạn là có nhiều người từ cái đợt trước đó họ đã chờ đợi cơ hội để bán được cái mức là 20.000 đô cho nên khi bitcoin lên thì bán, khi bitcoin lên thì bán nhưng mà càng ngày thì đương nhiên các bạn thấy được là càng bán thì đương nhiên là cái số linh cơ họ có thể bán càng càng thấp xuống miễn là chúng ta tiếp tục thấy được là cái nguồn cầu tăng trưởng thì giá sẽ qua khỏi 20.000 đô và đó là sự thật tình hình bây giờ thì đối với thần cũng tương tự mà thôi các bạn thấy được là chúng ta đã bị đi xuống giá trong cái thời gian là hai tháng qua thì các bạn thấy được hai tháng qua nó cũng có rất nhiều người tích lũy tuy là cũng có nhiều người bán nhưng mà các bạn thấy được là nhiều người có thể đã chờ đợi cái cơ hội để mà có thể bán được cái mức 40.000 đô tại vì cái thời điểm mà giá Bitcoin đi xuống xong rồi đi lên trên 40.000 đô đó là cái Thời điểm này là để hình cho các bạn thấy được là ngày 14 15 tây tháng 6 có thể là nhiều người lúc này thì không có ý định bán tại vì họ nghĩ là giá Bitcoin sẽ hồi phục mạnh và tiếp tục tăng trưởng. Nhưng mà sau khi mà giá Bitcoin ngược trở xuống và đi hàng ngang từ tháng 6 mãi cho đến cái bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay thì có thể nhiều người đó họ đã không muốn tiếp tục giữ nữa cho nên họ đã chờ đợi Bitcoin trở về 40 để mà bán chỉ cần là đó là sự thật chỉ cần là lý do tại sao mà giá Bitcoin chưa qua được 40.000 tại vì nhiều người chờ để mà chốt lời tại sao người nói là chốt lời mà không phải là cắt lỗ thường sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa những thông tin on chain nhưng mà chỉ cần đó là sự thật thì miễn là cái nguồn cầu cứ tiếp tục như vậy thì cái nguồn cung ở cái mức 40 000 này sẽ càng ngày càng giảm đi tại vì đương nhiên cái bạn bán trong lúc đó các bạn sẽ không còn Bitcoin để mà bán nữa thì đương nhiên nguồn cầu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đẩy qua được 40 000 đô đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những tài liệu on-chain đi Nhưng mà trước hết thì có một cái thông tin mà nhiều bạn hay hỏi Thuận là Thuận có thể chia sẻ là mua đồng này ở đâu, mua đồng kia ở đâu hay không Thực ra cũng rất đơn giản, các bạn lên những trang web như là CoinGecko hay là CoinTelegraph đó Giả sử như là các bạn bây giờ đang hứng thú muốn mua một đồng nào giống như là các bạn muốn mua đồng Chainlink đi Thì rất đơn giản các bạn bấm vào Chainlink đây là chúng ta đang trên trang web CoinGecko nhưng mà trên CoinMarketCap thì cũng có những cái chức năng tương tự sau đó các bạn bấm vào market hay là trên coin market cap hình như là các bạn bấm vào exchanges thì ở đây các bạn bấm vào market thì bên dưới này các bạn thấy được là chúng ta có một loạt những cái sàn giao dịch mà cho giao dịch link các bạn có thể tìm kiếm một sàn các bạn thích sử dụng để các bạn có thể giao dịch đây là một cách đơn giản nhất để tìm hiểu những cái sàn nào cho các bạn giao dịch cái đồng đó chúng ta bây giờ hãy nói về những cái dữ liệu on chain đi thì trước hết một trong những cái dữ liệu mà chúng ta cần phải xem tới đó chính là NUPL đã rất lâu rồi thường thông có chia sẻ chỉ số NUPL với các bạn từ cái lúc mà các bạn thấy được chỉ số này đó có cái nguy cơ là chuyển qua màu xanh dương mỗi lần mà chỉ số này chuyển qua màu xanh dương là kết thúc một mùa tăng trưởng đây là những cái dấu hiệu trước đây thì gần đây đây chúng ta không nói tới NUPL tại vì sao tại vì giá cả đang ở mức thấp thì đương nhiên nhiều bạn cũng sẽ hiểu là NUPL nó sẽ reset lại nhưng mà tình hình bây giờ như thế nào? Tình hình bây giờ đó các bạn thấy được là NUPL sau khi mà từ cái thời điểm là tháng 5 đó, ngày 19 tháng 5 khi mà giá cả đi xuống đó cho đến bây giờ thì các bạn thấy được là NUPL phần lớn là nằm ở trong màu gì? Đó chính là à, cái màu nâu các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đây là cái thời điểm gọi là lạc quan. Nhưng mà Bài được trong vòng 2 ngày nay thì một lần nữa chúng ta đã thấy chỉ số này chuyển qua màu xanh lá cây. Lần cuối cùng chúng ta thấy màu xanh lá cây này đó là là ngày 14 tây tháng 6 rồi cái tây 6 tuần. Thì bây giờ chúng ta được là chúng ta đã chuyển qua màu xanh lá cây một lần nữa đó chính là dựa theo NUPL là cái màu hy vọng. Thì đây là tình hình của NUPL nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào số những cái tài liệu khác nữa đi thì chúng ta thấy được là tại sao hồi nãy thường nói là cái tình hình bây giờ đó là có nhiều người chờ ở mức 40.000 để mà chốt lời mà không phải để cắt lỗ tại vì dựa theo tài liệu on chain đó chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái số lượng phần trăm bitcoin mà đang có lời đi để thường zoom vào các bạn sẽ rõ ràng hơn là bây giờ đó thì tình hình là chúng ta thấy được là có khoảng chừng là 82,55% phần cái số lượng Bitcoin trên thị trường dựa theo tài liệu on-chain đó Có nghĩa là tính một cách đơn giản là mỗi lần mà Bitcoin nạp vào hay rút ra đó Thì krasno uh, cho là mua và bán Thì khoảng chừng 82% của Bitcoin trên thị trường Bây giờ là đang nằm ở trong cái phần gọi là có lợi Và chúng ta thấy được là đột ngột từ ngày 19 tới tháng 7 đó Khi giá cả tăng trưởng thì cái đường màu cam này cũng tăng trưởng lên rất là nhanh Càng ngày càng có nhiều Bitcoin có lợi hơn Và một cách khác nữa các bạn nhìn vào tài liệu này đó đó chính là chúng ta nhìn vào UTXO thì hiếm cách đơn giản hồi nãy chúng ta nhìn vào đó là cái phần trăm Bitcoin dựa theo on-chain đang có lợi. Bây giờ chúng ta cũng nhìn vào tài liệu cũng tương tự nhưng mà bao nhiêu giao dịch mỗi lần mà đi ra khỏi ví và trở về ví coi như là một giao dịch thì bao nhiêu giao dịch bây giờ đang có lợi thì bạn được là gần đây nhất chỉ số này cũng có sự tăng vọt từ ngày 20 tây tháng 7 cho đến bây giờ thì đường màu cam này cũng có sự tăng vọt. Bây giờ đã ở mức là 91,98% nghĩa là 92% của cái số lượng giao dịch gần đây là có lợi dựa theo on chain. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tình hình bây giờ đó ở mức 40.000 chúng ta thấy được gần đây giá cả cứ đụng 40.000 liên tục trong thời gian 24 giờ qua đụng rồi đi xuống đụng rồi đi xuống thì nhiều người chờ sẵn để mà chốt lời ở cái mức đó. Chúng ta nhìn vào một tài liệu khác nữa, đó chính là ASOPR thì hiểu cách đơn giản đó đây cũng là một trong những cách mà các bạn có thể hiểu rõ hơn là những giao dịch gần đây là lời hay lỗ thì các bạn thấy được là trong vòng hai ngày qua thì giao dịch bây giờ là cái số dương nghĩa là phần lớn những giao dịch on chain đó tính theo on chain là đang có lời kế tiếp nữa cũng một cái tài liệu có thể là tương tự tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là net realize profit and loss thì đây cũng là cách tính tương tự như là những cách trước đây chỉ là cái cách nhìn khác nhau để cho các bạn có thể nhìn vào nhiều biểu đồ khác nhau để chứng minh được là tài liệu này đó nhìn vào nhiều biểu đồ thì cũng có một thông điệp tương tự thì các bạn được nhìn vào uh, net realized profit loss thì bây giờ là màu xanh dương có nghĩa là những cái bitcoin di chuyển trên blockchain bây giờ là đang có lời thì đây là những cái Điều mà khi thường nhìn vào đó thường mới có một cái kết luận là hiện bây giờ chúng ta đang nhìn thấy tình hình ở mức 40.000 là nhiều người có thể mua Bitcoin trong thời gian 2 tháng qua hay là mua Bitcoin trước đó nữa nhưng mà dưới 40.000 đợt này trở về 40.000 họ đã nhân cơ hội này để mà chốt lời chứ không phải là cắt lỗ như là cái thời điểm cách đây vài tuần nữa thì bây giờ đó là cái tình hình thì nếu như mà chúng ta tiếp tục thấy chỉ là những người mà chốt lời mà thôi thì đương nhiên các bạn thấy được là càng chốt lời thì sẽ càng có ít Bitcoin có thể chốt lời thì tới một mức đầu đó chỉ cần chúng ta có cái nguồn cầu như vậy cái số lượng người mua tiếp tục như vậy thì sẽ đẩy qua được 40.000 Đó là điều mà Thuận muốn nói với các bạn Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái chỉ số khác on-chain đi Thì uh, chúng ta thấy được là nhìn vào Grayscale đi Thì uh, Grayscale, uh, chúng ta sẽ nhìn vào uh, Grayscale Premium Thì để thông cho các bạn thấy được là cái số Grayscale Premium ngày hôm nay là âm bao nhiêu Thì uh, đây là cái chỉ số so sánh cái giá của cổ phần GBTC với giá của Bitcoin và đương nhiên chúng ta muốn thấy cái đường màu cam này đã trở về số 0 và đi vào cái dùng dương khi mà chúng ta thấy cái điều đó xảy ra đó thì đó là cái dấu hiệu đó là cái dấu ấn là những tổ chức đầu tư đã trở lại và rất là mạnh mẽ thì à, các bạn thấy được là hiện bây giờ bây giờ đó là cái phần trăm khác biệt giữa cổ phần này với lại Bitcoin đó chỉ còn có trừ 5,68% mà thôi trong khi trước đó không lâu Nhiều khi là các bạn thấy được là xuống cái mức Là trừ 21,23% Đây là một dấu hiệu là càng ngày cái Phần trăm này đã càng trở về con số 0 Có nghĩa là chúng ta thấy được là cái lực mua Có nghĩa là cái nhu cầu có GBTC đó Đã tăng lên cho nên càng ngày đã cái sự khác biệt càng khép lại Và chúng ta muốn trở về số 0 Và trở về cái chỉ số dương Thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục thấy những công ty như là Ryscale sẽ tiếp tục thu mua Bitcoin Tại vì sao? Tại vì thu mua Bitcoin họ có thể là bán cổ phần Cổ phần đó chỉ cần lóc lại 6 tháng thì 6 tháng sau họ có thể bán để mà lấy lời Đây là điều mà chúng ta cần phải rất để ý trong thời gian tới đây Bây giờ là trừ 5,68% Rất là tốt, chúng ta muốn tiếp tục thấy là trở về con số 0 và trở về dùng dương Chúng ta bây giờ hãy nói tới những chỉ số on-chain nhưng mà chuyển qua crypto khoan đi thì Crypto coin gần đây đó họ đã reset lại cái website của họ Cái màu cũng khác một chút à, Nhưng mà các bạn thấy được là trong thời gian mà giá cả tăng trưởng Tuy là chúng ta thấy được là có một số người chốt lời Nhưng mà tình hình trên những sàn giao dịch như thế nào Người ta có nạp thêm Bitcoin vào hay là không Hay là họ rút Bitcoin ra khỏi sàn Thì các bạn thấy được là trong thời gian 3 ngày qua 3 ngày liên tục là giá Bitcoin tăng trưởng thật ra là 4 ngày Các bạn thấy được là 4 ngày liên tục Chúng ta không thấy Bitcoin nạp lên trên sàn mà ngược lại chúng ta thấy được Bitcoin rút ra khỏi sàn rất là nhiều có nghĩa là so với lại cái độ nạp vào và rút ra đó thì rút ra nhiều hơn nạp vào các bạn thấy được là gần đây nhất có nghĩa là ngày hôm qua đó cái mức này rất là cao các bạn thấy được là trừ 57.000 Bitcoin rời khỏi sàn rất là nhanh chóng trong thời gian ngày hôm qua có nghĩa là cái số lượng nạp vào và rút ra đó thì cái số lượng rút ra nhiều hơn là nạp vào tới 57.000 và ngày trước đó nữa là trừ 12.000, ngày trước đó nữa là trừ 22.000, ngày trước đó nữa là trừ 3.161 có nghĩa là giá tăng nhưng mà không có dấu hiệu là nhiều người nạp Bitcoin lên trên sàn. Chúng ta đương nhiên là có dấu hiệu là một số người chốt lời ở mức 40.000 nhưng mà các bạn không thấy giá cả bị đẩy xuống sâu tại vì sao thì bây giờ chúng ta không thấy dấu hiệu là nhiều Bitcoin đẩy lên trên sàn so với lại rút ra cho nên chúng ta thấy được là tình hình Đó là cái tình hình liên quan tới Bitcoin rời khỏi sàn Và chúng ta nhìn vào một cách nhìn khác nữa Đây là cái số lượng Bitcoin đang còn ở trên sàn Thì các bạn thấy tình hình như thế nào Tình hình là từ cái thời điểm là ngày 18 tây tháng 7 Các bạn thấy được là cái thời điểm trước đó nữa là từ tháng 4 đó Ngày 19, 18 tháng 4 đó Cho đến cái thời điểm là ngày 16 tháng 6 Thì các bạn thấy được là khi mà giá cả ở những cái mức như là 56 000 mà đi xuống tới chỉ còn có là khoảng chừng là 30 mấy ngàn đó thì lúc đó các bạn thì được cái đường mà màu xanh trên màn hình đó có cái sự tăng trưởng tăng 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 nghĩa là càng ngày càng có nhiều Bitcoin trên sàn hơn nhưng mà sau đó thì như thế nào, bây giờ thì các bạn thấy được là đột ngột trong thời gian chỉ có từ cái ngày 24 tháng 7 tới bây giờ thôi thì cái đường màu xanh này đó lại đột ngột, chỉ xuống và đi xuống tốc độ rất là nhanh nghĩa là có rất nhiều Bitcoin rời khỏi sàn tình trạng bây giờ đó cũng giống như là thường chia sẻ với bạn trước đây là tình trạng bitcoin khan hiếm trên sàn và đây cũng là tình trạng mà thường đã chia sẻ với các bạn đã từ cái thời điểm là ngày 15 tây tháng 6 rồi và mỗi lần thường chia sẻ những thông tin này đó thường biết nhiều bạn sẽ nói là nhưng mà tại sao không thấy giá cả tăng lúc mà thường chia sẻ cái thời điểm là ngày 18 tháng 6 lúc nào cũng sẽ có sự trì hoãn không phải là các bạn thấy được là bị rời khỏi sàn thì giá tăng ngay lập tức các bạn thấy được là đây là một cái yếu tố quan trọng mà thôi giống như là nó setup sẵn gì đó khi Bitcoin rời khỏi sàn mà rời khỏi nhanh chóng đó thì đó là một cái thời điểm tối ưu Nếu như mà đột ngột chúng ta thấy được là cái nguồn cầu tăng lên Thì sẽ đẩy giá tăng lên rất là nhanh Tại vì Bitcoin đã mất đi trên sàn rất nhiều Nhưng mà nếu như Bitcoin mất đi Mà cái nguồn cầu không có cao đó Các bạn sẽ chưa thấy hiện tượng đó xảy ra Cho nên đây giống như là một cái setup gì đó Chúng ta đã thấy được tình trạng trước đó nữa như là từ tháng 10, tháng 11 của năm ngoái chúng ta đã nói rất nhiều về những cái tài liệu tương tự là Bitcoin, Ethereum rời khỏi sàn rất nhanh và rất nhanh và kết quả các bạn cũng đã biết chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một tài liệu khác nữa mà đã lâu rồi chúng ta không nhìn tại sao lâu rồi chúng ta không nhìn à, tại vì lâu rồi cũng không có cái gì để mà nhìn hết đó. đó. chính là tài liệu liên quan tới Coinbase Pro Outflow có nghĩa là sàn Coinbase Pro đó là một sàn mà hỗ trợ rất nhiều công ty lớn để mà thu mua Bitcoin giống như là công ty Tesla giống như là công ty Michael Strategy thì mỗi lần mà chúng ta thấy cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro thì nhiều người cho đó là dấu hiệu là Bitcoin được thu mua bởi những tổ chức lớn thì khi mà chúng ta nhìn vào những cái tài liệu như là đột ngột có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Thì có phải là những tổ chức lớn thu mua hay không? Thì để trả lời câu hỏi đó chúng ta sẽ nhìn vào tài liệu Coinbase Pro Outflow này Thì các bạn thấy được là cái thời điểm là để thường zoom vào Thời điểm khoảng chừng là từ tháng 5 cho tới bây giờ đã khá là im lặng Các bạn thấy được là từ tháng 5 tới bây giờ rất im lặng những cái đường màu xanh này không có tăng những cao nhưng mà đột ngột à, chúng ta thấy được là ngày hôm qua thì chúng ta thấy được là cái sự di chuyển Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro tăng lên rất là nhiều ở trên sàn Coinbase Pro và lần trước đó nữa là ngày 16 tây tháng 6 nhưng mà hôm qua là một trong những nhà mà chúng ta có cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase và chúng ta cũng thấy một số những thông tin thường thấy ở trên Twitter có nhiều người đăng liên quan tới cái số lượng Bitcoin lớn rời khỏi sàn Binance nhưng mà thường lựa chọn là chia sẻ thông tin liên quan tới sàn Coinbase Pro tại vì thường cảm thấy được đây là một trong những điều chúng ta thật sự là cần quan tâm đến Là đột ngột có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Như là các bạn thấy trên màn hình Và cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn đó Một số lớn là đến từ sàn Coinbase Pro Chúng ta tiếp tục nhìn vào tài liệu đi Thì gần đây chúng ta thấy được là những người có thể là nhiều người chúc lời Nhưng mà cũng có một số những cái thợ đào Đương nhiên các bạn thấy được đây là cái tài liệu liên quan tới cái số lượng Bitcoin rời khỏi bí thợ đào Chúng ta đương nhiên không phải nào biết được là họ bán Nhưng mà đây là tài liệu là kiểm tra những ví thợ đào và kiểm tra những ví sàn xem coi là khi nào những ví thợ đào chuyển Bitcoin lên sàn thì các bạn thì được là hồi tháng 5 cho đến tháng 6 đó thời điểm này thường nghĩ là những thợ đào bán cái lúc mà giá cả thấp này đã cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tại vì đây là cái thời điểm mà nhiều thợ đào ở Trung Quốc là phải tắt máy đào của mình và di chuyển đi nơi khác. Nhưng mà gần đây thì các bạn thì được là giá cả tăng trưởng ngày 26 tháng 7 à, thì chúng ta cũng có cái dấu hiệu là thợ đào bán thêm một chút nữa. Đây là tình trạng liên quan tới thợ đào chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về Ethereum đi thì các bạn thấy được đối với Ethereum đó thì trong một thời gian qua chúng ta cũng thấy được là phần lớn là Ethereum rời khỏi sàn ngay cả hai ngày qua các bạn thấy được là ngày 26 và 27 đó đều có dấu hiệu là Ethereum tiếp tục rời khỏi sàn và chúng ta nhìn vào cái số lượng Ether thì các bạn thấy được là tình hình cũng tương tự như là Bitcoin chúng ta zoom vào thì các bạn thấy được là Thời điểm là từ ngày 22 tây tháng 7 Thì Ether đã tiếp tục và tiếp tục rời khỏi sàn Và đây không phải là cái xu hướng gần đây của Ethereum Thì cái thời điểm này là thời điểm mà giá của Ethereum xuống mạnh Từ cái thời điểm là 4.400 đô xuống Chỉ còn có cái thời điểm tháng 5 này là còn có 2.100 đô mà thôi Nhưng mà giá xuống Nhưng mà các bạn thấy được là Ether không tiếp tục đẩy lên sàn Mà chúng ta thấy dấu hiệu là gì? Dấu hiệu là cái đường màu xanh này ngày lại càng đi xuống Ngày lại càng đi xuống Và bây giờ tiếp tục cái xu hướng là đi xuống như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Ethereum cũng như là Bitcoin tiếp tục biến mất đi trên sàn Thì khi mà nói tới on chain hồi nãy giờ đó cái mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn là thứ nhất Chúng ta thấy là dấu hiệu có một số người chốt lời ở cái mức là 40 ngàn Chốt lời chứ không phải cắt lỗ dựa theo tài liệu on chain Thứ nhì chúng ta thấy được là cái sự khác biệt giữa GBTC và Bitcoin đang ngày lại càng khép lại Đó là điều tốt Thứ ba chúng ta thấy được là liên quan tới on chain đó thì chúng ta thấy được dấu hiệu là không có thêm bitcoin không có thêm Ethereum trên sàn mà cái hiện tượng ngược lại là bị rút ra và chúng ta lại thấy dấu hiệu là Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro là dấu hiệu thu mua đến từ những tổ chức đầu tư đó là cái tóm tắt lại on chain mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì nói về một cái phương diện khác đi nhiều bạn chắc cũng đã nhớ là gần đây chúng ta nói tới những thông tin liên quan tới mà nhiều bạn gọi là giao các tử thần đó hay là chúng ta uh, nói tới death cross đi, thì uh, death cross là cái hiện tượng các bạn cũng đang nhớ là cái uh, đường 50 ma cắt ngang qua cái đường 200 ma, đây là cái hiện tượng rất là bearish như bạn nói đây là hiện tượng xây dựng đến giá cao xuống mạnh, thì hiện tượng này xảy ra vào ngày 19 tháng 6 như bạn cũng đang nhớ và sau đó đúng thật là giá bitcoin đã có cái xu hướng đi xuống vài ngày sau đó xuống tới cái mức là 28.600 đô từ cái thời điểm uh, là cái thời điểm này là khoảng chừng là 35.600 đô nhưng mà lại không tiếp tục đi xuống mà lại đi hàng ngang và bây giờ lại có xu hướng tăng trưởng và nếu như mà cứ tiếp tục tăng trưởng như vậy thì người chứng đó là trong vòng một tháng nữa thôi chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng ngược lại đó chính là hiện tượng golden cross thì chuyển qua một cái thông tin khác nữa các bạn có nên nhớ là cái đây không lâu nên rất nhiều người nói tới white curve accumulation uh, nhưng mà sau này lại không thấy nói tới nữa hôm nay lại có người uh, chia sẻ cái hình giá cả hiện tại nhưng mà so sánh với lại Y uh, cup accumulation nữa đây là một cái biểu đồ uh, cho thấy được là giá cả khi nào tăng và sẽ tăng như thế nào nhưng mà các bạn được một trong những điều mà thường không có lòng tin lắm vào cái uh, mô hình Y cup này đó chính là khi mà những cái mà cần có không xảy ra đó thì uh, nhiều người họ lại zoom ra thêm một phần nữa có nghĩa là họ sử dụng biểu đồ mỗi 4 tiếng đồng hồ một cây nến đi nếu như mà không như là họ mong muốn thì họ lại chuyển qua thành à, cây nến một ngày và tiếp tục Cho nên à, thường không có nhiều động tin liên quan tới mô hình White Coff này Nhưng mà nhiều bạn quan tâm thì thường cũng muốn chia sẻ Đó chính là dựa theo mô hình này đó Thì chúng ta à, sẽ thấy cái giá của Bitcoin lên tới khoảng chừng là 50.000 đô Bây giờ tôi sẽ chuyển qua để mà chia sẻ một số những cái tin tức với các bạn Thì à, một những tin tức mà có sự ảnh hưởng ngày hôm nay liên quan tới trường tự chính nói chung Và nhất là liên quan tới Crypto và đương nhiên là liên quan tới crypto, đó chính là cái thông tin uh, đến từ chủ tịch của cục dự trữ của Hoa Kỳ, Fed Jerome Powell. Thì chủ tịch Powell đã nói những gì? Thì thứ nhất đó, chủ tịch Powell nói là tình hình hình bây giờ đó thì cho thấy được là có phần trăm lạm phát cao hơn là dự định. Uh, các bạn thấy được đó là hiện bây giờ thì Fed đã chấp nhận là phần trăm lạm phát sẽ tiếp tục tăng trưởng uh, vì cái tình hình hiện bây giờ lãi suất thấp, tiền lại in ra thì tình hình này sẽ tiếp tục kéo dài và có thể là trong vài tháng tới đây phần trăm lạm phát sẽ còn cao hơn là bây giờ nữa thì đương nhiên các bạn đều được một trong những cái lý do tại sao mà người ta đầu tư vào Bitcoin đó chính là để chống lại lạm phát thì bây giờ Fed đã tiếp tục công nhận là phần trăm lạm phát đang cao và sẽ tiếp tục còn cao hơn nữa và thứ nhì là liên quan tới lãi suất thì lãi suất Fed lại tiếp tục giữ lãi suất nhiều người gọi là 0%, nhưng mà thực ra nó là từ 0 tới 0,25%. Đây là lãi suất gọi là Fed Fund Rate, nghĩa là cái lãi suất này đó là họ cho ngân hàng mượn qua đêm, hay là những ngân hàng cho mượn qua đêm, chứ không phải là cho người bình thường như là thùng và các bạn mượn. Khi các bạn đi mượn tiền ngân hàng đó thì họ sẽ cộng thêm một số phần trăm nữa à, khi mà cho các bạn mượn. Nhưng mà nói đơn giản đó là Fed tiếp tục giữ chính sách hiện bây giờ, giữ lãi suất thấp từ 0 tới 0,25%. À, và... Fed tiếp tục đó là đi thu mua trái phiếu là 120 tỷ đô la mỗi một tháng, 120 tỷ đô la một tháng, 80 tỷ đó sẽ dùng để mà mua công trái phiếu của Hoa Kỳ, 40 tỷ còn lại là sẽ dùng để mà mua những cái chứng khoán liên quan tới nợ bất động sản hay là mortgage-backed securities. Thì nhiều người chỉ trích là lý do tại sao mà giá nhà bây giờ quá cao, có thể nhiều bạn à, theo dõi giá nhà ở Hoa Kỳ cũng đã biết là giá nhà tăng bọt rất là cao và cứ tăng và cứ tăng mãi ở Hoa Kỳ trong thời gian là hơn một năm qua thì nhiều người chỉ trích lý do tại sao mà giá nhà tăng cao đó chính là tại vì Fed cứ tiếp tục đi dùng cái số lượng tiền 40 tỷ một tháng này để mà thu mua những cái có thể gọi đơn giản là cổ phiếu liên quan tới nợ bất động sản thì để thường chia sẻ một số những thông tin có thể là ngoài lời một chút là cái cách hoạt động của thị trường bất động sản cho vay bên đây đó thì khi mà các bạn đi làm loan đó hay là đi mượn nợ bất động sản đó để mà đi mua nhà thì các bạn trả một cái số tiền để mà làm giấy tờ à, thì cái số tiền đó nó có thể là vài ngàn đô hay là thậm chí là mười mấy hai chục ngàn tùy theo là các bạn giấy tờ như thế nào và các bạn mua nhà là giá cả bao nhiêu vân vân nhưng mà nói cái đơn giản cái tiền các bạn trả đó, đó cho công ty mà cho các bạn à, vay thì cái tiền đó Thật kia mà nói là chỉ dùng để mà trả tiền nhân viên, trả tiền điện để trả tiền mặt bằng mà thôi Chứ còn cái tiền thật sự những ngân hàng và những công ty cho vay đó họ kiếm được Là sau khi mà họ cho các bạn mượn rồi Thì họ sẽ bán cái nợ của các bạn cho một công ty khác Đương nhiên các bạn thấy được là những công ty này đó đâu phải là vốn vô tận đâu Họ cho các bạn mượn mấy trăm ngàn, một triệu đô la để mà mua nhà Thì uh, họ đâu có nhiều triệu mấy trăm ngàn đó hoài để mà cho mượn liên tục đâu Họ cần phải bán cái nợ đó để mà lấy cái vốn của mình về Rồi lại tiếp tục cho mượn tiếp Yeah khi họ bán đó thì cái công ty mua sẽ trả thêm một phần nữa có thể là mấy chục ngàn gì đó để mà mua lại cái nợ đó tại vì sao họ lại trả tới mấy chục ngàn để mà mua lại cái nợ này tại vì khi các bạn mượn nợ các bạn mượn tới 15 30 năm thì cái số tiền mà lời các bạn trả đó lên tới gấp đôi lần có thể là các bạn mượn là 500 ngàn khi các bạn trả xong 30 năm là lên tới là hơn một triệu rồi thì đương nhiên đó là tiền của tương lai bây giờ những công ty đó sẽ trả cho công ty mà cho các bạn vay một phần và đó là cách mà những công ty cho vay kiếm được tiền Nhưng mà không những là ngừng ở đó Mà những công ty mà mua lại nợ đó Họ có thể là mua nhiều nợ Nợ tốt, nợ xấu, nợ có nguy hiểm cao, nợ không có nguy hiểm cao Rồi họ lại hợp lại với nhau Rồi họ đóng gói để mà bán cho những tổ chức đầu tư Bán cho phố Wall Và cái mà Fed mua đó là những cái nợ đó Thành ra người ta nói là lý do tại sao mà giá nhà tăng Có thể là tại vì Fed mua quá nhiều Khiến cho cái nguồn cầu quá cao khiến những công ty đó họ kiếm được quá nhiều lợi nhuận thì họ sẽ thả lỏng cái việc mà cho vay họ muốn cho vay nhanh là khiến cho nhiều người có thể vay được nhiều tiền hơn nhanh hơn và khiến cho có nhiều người mua nhà trên thị trường khiến cho giá nhà tăng lên đó là cái hiểu đơn giản tại sao mà nhiều người chỉ trích cái đợt mà tăng giá nhà này là liên quan tới cái bàn tay của Fed nhưng mà Fed thì nói là 40 tỷ một tháng 40 tỷ một tháng nhưng mà chủ tịch Fed đã nói là không ảnh hưởng đến thị trường nhà thì đó là cái suy nghĩ của chủ tịch Powell mà thôi chúng ta nhìn vào phần trăm lãi suất thì một trong những cái cách nhìn mà chúng ta hay xem đó chính là những người ở trên phố wall nghĩ như thế nào về phần trăm lãi suất bằng cách là họ mua những cái cổ phần cmi như thế nào thì các bạn thấy được là hiểu cách đơn giản đó là đây cái ngày bên trên này đó là những cái ngày mà fed có cuộc họp thì các bạn thấy được là tới ngày 3 tây tháng 11 thật ra các bạn thấy được là mãi cho đến thường thấy được là cái thời điểm là ngày 16 tây tháng 3 năm 2022 trước đó nữa là cuộc họp ngày 26 tháng 1 năm 2022 thì ngay cả cái thời điểm này các bạn thấy được là chúng ta thấy hầu như là 100% của những cái hợp đồng đó đều là từ không có nghĩa là không nghỉ phép sẽ tăng cho đến thời điểm nào cho đến ngày 16 tây tháng 3 năm 2022 nghĩa là gần như là kết thúc quý 1 thì đó chúng ta chỉ có 3,5% của hợp đồng nghĩ là chúng ta sẽ thấy được là tăng lên từ 0,25 tới 0,5% 96,5% vẫn nghĩ là lãi suất sẽ tiếp tục ở cái mức thấp 0 tới 0,25%. Thật ra mãi cho đến cái thời điểm nào, mãi cho đến ngày 14 tây tháng 12 năm 2022 thì lúc đó chúng ta mới thấy được là nhiều người nghĩ là lãi suất có thể tăng lên tới cái mức là từ 0,25 tới 0,5 thậm chí nhiều người nghĩ là có thể trở lên mức là 1%. Nhưng mà đó là cuối năm 2022 có nghĩa là cho dù Fed nói gì đi nữa thì những nhà đầu tư vẫn nghĩ là trong thời gian là ít nhất là một năm chúng ta sẽ không có cơ hội cao là thấy lãi suất tăng đó là cái cách phản ảnh thông qua cổ phần của CME thì bây giờ và đương nhiên lãi suất thấp sẽ dẫn đến đồng đô la không có giá trị nhiều sẽ dẫn đến là điều tốt cho Bitcoin tại vì sao tại vì giá Bitcoin Di chuyển ngược xu hướng với lại cái sự tăng giá của đồng đô la Một thông tin khác nữa đó chính là PayPal sẽ có một cái chức năng gọi là Super App Thường cũng không đành là Super App này thì bây giờ là có nhiều chức năng như thế nào Nhưng mà họ chỉ nói là trong quý 2 của năm 2021 đó Cái cuộc mà gọi cổ đông đó thì CEO của PayPal đó chính là Dan Shulman Dan Shulman nói là sẽ có một cái phiên bản gọi là Super App thì Super App này đã sẽ cho những khách hàng, những người mà sử dụng PayPal có cách để mà kiếm được cái lãi suất cao hơn và có thể là sử dụng nhiều chức năng liên quan đến crypto hơn. Đương nhiên nghe nói tới lãi suất, nghe nói tới chức năng crypto thì nhiều bạn sẽ liên tưởng tới DeFi. Thương nghĩ Super App này sẽ là một trong những cách mà công ty PayPal sẽ tiến vào thị trường DeFi này. Thông tin kế tiếp nữa là một lần nữa chúng ta lại nói về thông tin liên quan tới pháp lý của Hoa Kỳ. Thì một lần nữa chúng ta đã nói tới một trong những nghị sĩ mà rất nổi tiếng Đó chính là Elizabeth Warren Thì uh, trong cái cuộc phỏng vấn với lại đài CNBC đó Thì nghị sĩ Elizabeth Warren này uh, đã có 3 điều thân cần chia sẻ với các bạn Chúng ta cũng đã nhớ là ngày hôm qua đó Trong cái video thường đã chia sẻ với các bạn liên quan tới uh, nghị sĩ Warren uh, Đã viết một lá thư để mà gửi tới cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen Và chưa đây cũng gửi một lá thư tương tự đến cho Chủ tịch của SEC đó chính là Gary Gensler nói là chúng ta cần phải có lực quản lý thị trường này thì ngày hôm nay đó có gì khác biệt thì có ba điều điều đầu tiên được nói tới đó chính là nghị sĩ Warren nói là nhìn vào lịch sử đi lúc mà cái thị trường thuốc đó không có được quản lý bởi chính phủ thì lúc đó ai muốn làm thuốc cũng có thể làm và họ bán lung tung hết không có cái gì gọi là đảm bảo cho người sử dụng và cũng không có ai để mà kiểm chứng là những cái thuốc đó có hiệu quả cho đến khi nào cho đến khi mà có FDA có nghĩa là cái bộ quản lý dược phẩm và thực phẩm của Hoa Kỳ thì tới lúc đó mới có những cái căn bản là thuốc có như thế nào để mà giúp đỡ mọi người có một lượng thuốc giá trị tốt và có cái hưởng cao đây là cái lịch sử của thuốc thì hiện bây giờ đó nghị sĩ warren nói là thì crypto cũng như vậy bây giờ đó thì ai muốn làm gì làm cho nên không có một lực nào để mà quản lý hết chung giống như là thị trường thuốc khi xưa thứ nhì nữa là nghị sĩ warren nói là muốn mọi người có cái quyền tự do để mà đầu tư nhưng mà không có muốn đầu tư vào một cái hệ thống nào đó mà có nhiều người có thể là lường gạt pump đâm làm cho nhiều người đầu tư mất tiền đó là điều thứ nhì nghệ sĩ Warren nói tới điều thứ ba được nói tới đó đó chính là những người nào muốn đầu tư vào bitcoin thì có thể đầu tư vào bitcoin đó là quyền của người đó nhưng mà nên hiểu nếu như mà đầu tư vào bitcoin vì để chống lại lạm phát đó thì bitcoin cần phải có hai cái căn bản thứ nhất là bitcoin không thể tiếp tục đi cùng xu hướng à, với lại thị trường tài chính nói chung tại vì nếu như mà là một cái tài sản để mà chống lại lạm phát thì cần phải có một hướng đi riêng và thứ nhì nữa là thị trường crypto này bitcoin đó sẽ không có cái phần trăm lạm phát mạnh hơn là phần trăm lạm phát bên ngoài thì ba điều này đó nói lên được những gì các bạn thấy được là cái cách suy nghĩ của elizabeth warren đã thay đổi khá nhiều trong dòng thường nói là trong dòng 2 tháng qua cái hai tháng đó nghị sĩ này đã lên tiếng rất nhiều liên quan tới là đây là thị trường có nhiều sự lừa đảo đào bitcoin tốn quá nhiều năng lượng bitcoin và crypto dùng để uh, sử dụng cho như phạm pháp thì hầu như đã không nghe nghị sĩ warren nói tới những điều này nữa mà thay vào đó là nghị sĩ warren bây giờ chỉ so sánh thị trường này với những thị trường như là thị trường thuốc trước đây uh, là những thị trường uh, mà cần phải có những lực để mà quản lý luật để mà quản lý chứ không có phải là kêu gọi cấm gì hết và chúng ta thấy được uh, khi mà người ta hỏi đó liên quan đến là thị trường tài chính bây giờ đã cũng có nhiều cái lỗ hỏng, có nhiều điều không được tốt thì nghị sĩ Warren có tin là crypto sẽ là một giải pháp để mà giúp đỡ ngành tài chính tiến triển tốt hơn hay không? Thì nghị sĩ Warren đã không có trả lời trực tiếp, chỉ nói là bà ta nghĩ là tiền điện tử và tiền điện tử của quốc gia có thể là câu trả lời để mà giúp đỡ thị trường tài chính phát triển tốt hơn. Cái mà các bạn cần phải thấy đây là nghị sĩ Warren nói là tiền điện tử và tiền điện tử quốc gia. Bạn được là bà ta nói tới hai loại tiền tiền điện tử và tiền từ quốc gia. Cho nên nhiều người nói là tiền điện tử đây có nghĩa là crypto và tiền điện tử quốc gia. Nhiều người cho là nghị sĩ Warren đã có một cái sự suy nghĩ khác hơn về thị trường này sau khi mà tìm hiểu trong thời gian qua. Đương nhiên cái mà nghị sĩ Warren kêu gọi đó chính là cần phải có luật để quản lý thị trường này. Thì luật có phải là xấu hay không? không hẳn là gì cái mà được là trên màn hình đây chính là Jordan Balfour một trong những người mà nhiều bạn cũng đã biết có bộ phim nổi tiếng đó chính là The Wolf of Wall Street số già của phố Wall thì Jordan Balfour là một người mà trước đây đó thường hay nói xấu về Bitcoin crypto nhưng mà gần đây đã chuyển 180 độ và bây giờ đã cực kỳ ủng hộ và Jordan Balfour nói là chúng ta không nên quá lo lắng về luật crypto luật crypto sẽ có nhưng mà đây là điều tốt thường đó một thị trường mà có lực quản lý rõ ràng thì thị trường đó vốn hóa sẽ tăng lên rất là nhiều chứ không phải là ngược lại như mà hỏi thuận là khi có lực nhiều đó có phải là chúng ta sẽ không tiếp tục thấy thị trường tăng trưởng mạnh nữa hay không thì có phải như vậy khi mà có lực rõ ràng thì không những là tăng trưởng như trước đây có thể là còn mạnh hơn nữa tại vì có rất nhiều những nhà đầu tư họ có tiền những công ty thì họ chưa có tham gia vào thị trường này và bản thân cũng biết một số người có tiền nhưng mà họ chưa tham gia vào tại vì sao? Tại vì đó họ là một người đầu tư khá là căn bản và họ cũng cần những lực bảo vệ tối đa mà họ không thấy được trong thị trường này. Cho nên khi mà có lực thì sẽ có một nguồn tiền sẽ đi vào trong thị trường này. Đây là cái lời nói của Jordan Belfort. Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Và chúng ta đã đến cái phần cuối của video và thuận muốn dành cái thời gian này để mà quay trúng thưởng nhưng mà nào mà đã ủng hộ kênh Thuận Capital và tham gia vào cái sự kiện nho nhỏ 4 năm thành lập và sinh nhật của Thuận thì chúng ta sẽ tổ chức quay trúng thưởng nhưng mà trước khi mà chúng ta làm điều đó thì như mà nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital thì các bạn có nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để các bạn có thể tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những thông tin như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là những được bonus khi mà tham gia vào sàn Margin Bybit hay là sàn EMT Sàn Bybit bây giờ đó đã có spot như là các bạn có thể giao dịch thông thường, không hẳn là các bạn cần phải sử dụng margin. Thì các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để mà đăng ký group tín hiệu trên miễn phí. Hay là như bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu những cái dịch vụ như là Binance US để các bạn có thể giao dịch altcoin nếu các bạn sống ở Hoa Kỳ và những dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình. Thì để thường chuyển qua để chúng ta có thể bắt đầu bốc thăm trúng thưởng. Thì trên màn hình các bạn đó, thường sẽ bốc thăm trúng thưởng tổng cộng là 10 bạn. Thì giải thưởng đó các bạn sẽ được là sẽ được quay một cách ngẫu nhiên sử dụng trang web gọi là Random Common Picker Facebook. Có nghĩa là sẽ chọn những cái comment ngẫu nhiên ở trên Facebook tổng cộng là có 647 comment và 452 lượt share cho cái bài viết này thì rất là đơn giản những bạn mà đã tham gia đó thì đăng ký YouTube uh, tag tên hai người bạn cho bài viết này và tham gia vào kênh Telegram chỉ đơn giản gì thôi và giải thưởng đó là 10 giải cho 10 bạn may mắn mỗi giải thưởng trị giá 50 đô la và một cái áo thun có logo Bybit tổng giải thưởng là 500 đô tháng sau chúng ta sẽ có thêm một cái event nữa, Thùng sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn đó chính là event kênh được 100.000 subscribers thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu bóc thăm trúng thưởng bằng cách là trước hết Thùng sẽ copy cái link của cái Facebook post này Thùng sẽ copy và để vào trang web random comment picker Facebook và Thùng sẽ lượt qua những bài nào mà đã comment nhiều lần tổng cộng là có 647 comments nhưng mà khi mà Thùng lượt qua những comment mà comment nhiều lần đó thì chúng ta sẽ thấy được là trên màn hình chúng ta có là 520 comment mà thôi thì bây giờ thường sẽ bắt đầu là quay trúng thưởng và lúc mà quay lên thường sẽ để cái máy quay nhưng mà cái lúc mà à, cần phải ghi lại là bạn nào là trúng thưởng thì thuận sẽ cắt bớt những phần đó để cho nó nhanh hơn thì bạn đầu tiên sẽ là bạn nào bạn đầu tiên để chúng ta xem coi là bạn nào là bạn may mắn đầu tiên bạn may mắn đầu tiên đó chính là bạn hà hưởng ok thuận đã ghi lại chúng ta bây giờ hãy bắt đầu bạn thứ nhì may mắn sẽ là ai chúng ta sẽ bắt đầu bạn thứ nhì bạn thứ nhì mà chúng thưởng trước hết là chúc mừng bạn hà hưởng đó là bạn đầu tiên bạn thứ nhì đó chính là bạn nguyễn nam hưng và chúng ta bây giờ hãy quay thưởng cho bạn thứ ba và chúc mừng bạn nguyễn nam hưng và đây cũng là một trong những cái đợt quay chúng thưởng mà được tài trợ bởi sàn bài bích cho nên thường cũng muốn cảm ơn sàn bài bích đã hỗ trợ kênh uh, từ nhiều thời gian qua và bạn thứ ba đó chính là bạn thực marble để thường lưu lại Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua coi coi là bạn may mắn thứ tư sẽ là bạn nào. Và chúc mừng bạn Thật Marble đã trở thành bạn may mắn thứ ba, bạn may mắn thứ tư đó chính là bạn Nguyễn Duy. Và chúng ta bây giờ hãy xem coi bạn may mắn thứ năm sẽ là bạn nào. Và chúc mừng bạn Nguyễn Duy đã trở thành bạn may mắn thứ tư trong đợt bốc thăm này. Chúng ta bây giờ sẽ thấy bạn thứ năm đó chính là bạn Trương Vi Hân. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua xem bạn may mắn thứ sáu là ai. Và chúc mừng bạn Trương Vi Hưng đã trở thành bạn may mắn thứ năm trong đợt quay trúng thưởng này Và bạn thứ sáu thật là bạn Hồ Lê Tuấn An Ok, chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà xem coi bạn thứ bảy sẽ là ai Thì bạn thứ bảy đó là sẽ là bạn tên gì? Đó chính là bạn Trần Hồ Chúng ta bây giờ hãy xem coi là bạn may mắn thứ 8 slide Thì chúc mừng bạn Trần Hồ đã là bạn may mắn thứ 7 Và bạn may mắn thứ 8 sẽ là bạn kiến lợi Dico thì chúng ta bây giờ hãy quay thưởng cho bạn thứ 9 và chúc mừng bạn kiến lợi Dico đã là bạn chúng thưởng lần thứ 8 và đây là lần thứ 9 chúng ta còn một lần nữa mà thôi và bạn đã quay trúng thưởng lần này đó chính là bạn Phạm Hùng và chúng ta bây giờ hãy quay trúng thưởng cho bạn thứ 10 Và chúc mừng bạn Phạm Hùng đã là bạn thứ 9 Và đây sẽ là bạn cuối cùng trúng thưởng trong cái event nho nhỏ này Đó chính là bạn Phạm Công Kiên và đây sẽ là các bạn cuối cùng. trúng thưởng và như đã chia sẻ mỗi bạn sẽ nhận được 50 đô la và các bạn sẽ nhận được một cái áo được tài trợ bởi sàn Bybit. Và những bạn đã trúng thưởng thứ nhất là bạn Hà hưởng, thứ nhì là bạn Nguyễn Nam Hưng, thứ ba là bạn thực Marble, thứ tư là bạn Nguyễn Duy, thứ năm là bạn Trương Vi Hưng, thứ sáu là bạn Hồ Lê Tú Ngang, thứ bảy là bạn Trần Hồ, thứ tám là bạn Chiến Lợi Deco và Thứ 9 là bạn Phạm Hùng và cuối cùng là thứ 10 là bạn Phạm Công Chiên. Thì admin của Thuận Capital sẽ liên hệ với các bạn để mà chia sẻ thêm chi tiết. Và rất là cảm ơn những bạn đã tham gia trong cái buổi event này. Và những bạn nào mà chưa có thắng thì hy vọng là các bạn sẽ may mắn hơn trong cái event tháng 8. Và một lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã chúc mừng sinh nhật của Thuận. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay. Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tại biệt các bạn